rất vui được chào đón anh Trường trở lại với sân chơi Bạn Có Thực Tài. Vừa rồi thì con vô địch 2 tuần luôn, 4 tuần 5. Đến gala thì con không có tham gia được, sức khỏe không tốt. Dạ vì năm trước thì con sau khi chương trình phát sóng thì con cũng rất là muốn tham gia gala, nhưng mà tại vì do lý do sức khỏe nên con không có tham gia được. Rồi bây giờ hôm nay mong rằng con sẽ có một món quà để tặng cho khán giả cũng như ban giám khảo chuyên môn. Tiết mục của anh Trường bắt đầu. Bạn có thật sai. Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò yêu nhà thành bài ca. Ngày vui chiều hiếm vang bóng thời xưa, ba sáu phố phường năm cửa cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liên, ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long nấp ngay chùa Lừa. Đến Huế rồi thường dòng sông Hương, đường qua ví dạ chờ đồng ba ngự bình, thăm lăng di tình thăm thiên mụ, tóc hề chậm vài nghiêm nón qua trang tiền. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu, ngậm câu mãi đầy dòng mãi nghe thảm sâu. Bên đi bên nợ ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mong mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai quang xuống biển lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách muôn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua, giang đôi tay qua môi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn ngọn ngọc chiến đấu. Giang đôi tay qua môi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn ngọn ngọc chiến đấu. Con hay sang tiếng lời thứ ba đúng không? Là con bị bệnh hả? Dạ, con đang trong giai đoạn vỡ giọng. Ồ, hèn chi là năm nay giọng tự nhiên thấp hẳn xuống chút xíu đúng không? Thường thì các bé mà bắt đầu tới vào cái giai đoạn mà vỡ giọng á, giọng nó bể ra là rất khó chọn được mấy cái khung giọng để mà hát. Nhưng mà hôm nay cái tinh thần con rất là tốt. Hai cái bài đầu của con vẫn còn hơi giọng nữ đúng không? Vẫn còn cái âm nữ, xong rồi giọng trong và luyến rất là tốt. Chỉ có bài thứ ba là đúng cái giọng bể của con. Cô yêu con lắm con ơi. Con hát hay lắm. Khi mà con hát như vậy đó, cô thấy là có ba giọng khác nhau, thì con có phải nghiên cứu kỹ không, hay là con chỉ nghe xong là con hát được liền? Dạ con nghe, con học theo trên mạng. Trường khéo á, mà Trường giỏi ở chỗ là mặc dù con đang trong cái giai đoạn mà con bể tiếng như vậy, nhưng mà cô Vân thấy là con gọi là con dắt cái giọng của con á, rất là siêu nha, không bị lạc một chút xíu nào luôn đó. Cô Vi Oanh mà thấy em ca cái lúc mà em chưa bể giọng, cô Vi Oanh còn mất hồn nữa. Cao lắm. Cao chót vót luôn mà rất là hay luôn. Nhớ nha con, nhớ ráng giữ giọng của mình nha. Đúng rồi con, cái thời giai đoạn mà chuyển giọng mà đổi giọng đó nó quan trọng lắm. Hồi đó đáng lẽ chú Minh Thí Nhí trở thành ca sĩ, mà lúc đó chú dậy thì sớm đó, chú không có đổi được, chú không có giữ giọng, bây giờ chú hết đi hát luôn đó. Chú Nhí vỡ luôn, thì là chú trở thành diễn viên kịch đó. Chứ đó đúng là ca sĩ.
cũng vẫn hát tạm tạm, tại vì nói chung là tại vì chú xấu quá nên không làm ca sĩ được thôi. Rồi, chúc mừng anh Trường, ca sĩ anh Trường. Cảm ơn con. Thay mặt ban tổ chức, chú Linh xin gửi tặng một kỷ niệm chương. Cảm ơn con đã tham gia chương trình. Chúc con thật nhiều sức khỏe và sau này sẽ tỏa sáng, trở thành một giọng ca rất đặc biệt ha anh Trường ha.